đến với nhà hàng PT Sài Gòn cho một bữa trưa vô cùng vui vẻ ở trong Sunday Brunch. Và ngày hôm nay, các đầu bếp chuẩn bị thực đơn cho chúng ta đó là top 6 các đầu bếp xuất sắc nhất của Top Chef Việt Nam 2023. Bị quá tải rồi à? Quá tải. Quá nhiều order mà. Quá nhiều order và hai sếp là đang rất là cố gắng làm hoàn thành có món ký ức trên sông là đang bị quá tải. I like the party and I tried this but it was not really good. Ba đội Top Chef họ làm những cái món trình bày thì trước tiên á, tôi phải nói là chúng ta vỗ tay chúc mừng họ vì họ đã làm rất là xuất sắc. Very good. Very good. Great texture. Nó đúng luôn. Everything on here was great. You know the prawn floss on the top, well balanced, well flavored. No, I'm very impressed. Very greatly executed dish. Very happy. Sao cái này một đĩa vậy? Thông thường tôi tới ba đĩa lận. Khách kêu hết thôi. Được biết nếu mà món nào mà bán đắt là đội đó sẽ là người chiến thắng thì phải, đúng không? Chúng ta đã có kết quả. Số lượng bình chọn của khách là có hai đội cùng một số phiếu là 63 và có một đội có số phiếu cao nhất 76. Ngày hôm nay một trong hai bạn dừng bước cuộc thi Top Chef và gói dao ra về. Phúc Pizza, nội thất thiết kế tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn.